Xin chào các bạn, mình đang ở cảng hàng không quốc tế đây. Thì hôm nay mình nói với các bạn một cái đề tài. Nếu mà bạn không có tự đứng lên và ra khởi nghiệp thì không sớm thì muộn thì bạn cũng hối hận về cái quyết định đó của các bạn thôi. Tại sao mình nói như vậy? Tại đến một cái lúc nào đó thì bạn sẽ nghĩ lại rằng tại sao mình lại đi làm công và tại sao mình lại đi thực hiện giấc mơ của những ông chủ của mình. Thì vẫn biết là tuổi trẻ bạn cũng phải đi làm công thôi, nhưng mà làm công trong một cái giới hạn nào đó thôi, trong 2 năm 3 năm để tích lũy kinh nghiệm rồi sau đó bạn ra khởi nghiệp. Nếu mà bạn càng làm công càng dài thì cái vùng an toàn của bạn sống đó, nó rất là an toàn. Bạn cứ thử nghĩ đến một cái năm mà 45 tuổi cho tới hơn 50 tuổi, lúc đó bạn cầm cái đơn xin việc, bạn đi xin việc thì lúc đó bạn cảm giác như thế nào? Tại sao mà bạn luôn luôn là suy nghĩ là mình phải xin, mà trong khi đó bạn có thể cho được. Mỗi con người mình là con người của chúng ta, mình hoặc là bạn có rất là nhiều thứ để mình cho cái cộng đồng này. Bạn có kiến thức, mình có kiến thức, mình có những cái trải nghiệm, mình khởi nghiệp từ rất còn rất trẻ các bạn, thì mình làm được, các bạn chắc chắn các bạn làm được, và có khi là các bạn làm tốt hơn mình nữa kìa. Tại sao mà các bạn không ra khởi nghiệp khi các bạn không ra kinh doanh để mà các bạn có được những cái đồng lương, những cái đồng tiền xứng đáng với các bạn? Và khi bạn ra bạn làm như vậy á, cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn, bạn sống một cách hào sảng hơn, bạn cho đi nhiều hơn và bạn sẽ nhận được nhiều hơn từ cái vũ trụ này các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.